Cả chửi đâu mà. Chửi á? Chấm không chửi cho. Chửi cái gì chửi? Anh Mỹ chấm công chửi cho anh Mỹ. Không, bảo là chửi nó là gì. Mến chào cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Các bác thân mến, anh em mình quay trở lại nhà báo, tiếp tục cập nhật cái tiến độ công việc cũng như là theo sát các cái lộ trình mà anh em đang làm. Hôm nay thì chính thức là xem 5 hàng gạch rồi. Và đến cái hàng thứ 5 này là anh em phải để ít nhất là 4 cái cửa sổ. Trước tiên là như vậy mọi người ạ. Nên thì không, tiếp tục là vào để xem anh em làm như thế nào các bác nhá. Chào Xính nhá. Chào tất cả anh em nhá. Nhanh nhỉ, 5 hàng rồi nhỉ. Rượu à, Xinh? Dinh? Nước à? Tưởng là một chai rượu ở đây. Bây giờ xây lên mới bắt đầu thấy cái không gian nó rộng ra dần nhỉ, A Mỹ nhỉ? Chào anh Báo nhá. Ô. Tiếng mới à? Mấy lít kia? À, đợi. Lý dưới à? Anh Công mang vào à? Vang vào lúc nào đấy? 10 giờ sáng nay á? À, thế này cái téc là thì anh Công anh đã gọi cho em Khâm, để em Khâm là nếu mà xe vật liệu mà vào thì hỗ trợ mang vào, tuy nhiên thì cái anh bốc vật liệu thì anh lại không tiện mang được, và anh bảo là ngày mai khi mà chở nốt cái chuyến gạch còn lại thì anh hỗ trợ, tuy nhiên thì là anh Công anh đã chở vào. Lấy ô tô chở vào à? Đây là sự tài trợ của bà Hiền Nguyễn ở Mỹ mọi người nhé. Thì là anh Công đã chở vào cho gia đình, sau khi là những cái thùng chứa cũng không đủ. Cũng mỗi cái thùng to thì là hôm qua xe vào đổ một viên gạch rơi vào lại vỡ. Thành ra thì là anh Công hôm nay trở vào cũng rất là kịp thời để chứa nước cho anh em luôn, làm luôn. Nước là vẫn xin họ ở trên kia mang về à? Cái này ký hiệu để cửa sổ đúng không? Chè pha vào ấm mà uống sao chơi kiểu mọi người ạ. Chè nửa bã, chè nửa cái cốc rồi, uống chè đặc quá không tốt đâu. Gạch dài này không trùng được mạch rồi nhỉ. Gạch dài này trùng đường mạch nữa là có loại luôn đội thợ này luôn. A Mỹ, sau cái nhà này nữa là tay nghề bắt đầu cứng dần nữa ấy nhỉ? Chưa biết được nữa. Vừa làm vừa học mọi người ạ. Thực ra cũng có bác nói em là nhà này không chọn đội Mỹ làm nữa.
có bác góp ý cho là để những cái lỗi mà nó không đáng để phát sinh. Tuy nhiên thì thế này, mọi người hết sức thông cảm. Những cái góp ý đó của các bác thì không biết trả lời sao cả. Thực sự là như vậy luôn. Ở đây thì ở một cái tạo điều kiện để cho anh cùng anh em mình đồng hành thôi. Với cái sự nhiệt tình thì không nói rồi. Góc độ về tay nghề thì cũng chưa qua trường lớp nào. Có lẽ thì đây là một trong những cái một vài những ngôi nhà đầu tiên anh làm thôi. Đúng không? Đúng rồi. Để mà đi xây và lấy tiền ấy, còn xây học, xây chơi, xây đi phụ người ta thì cái đấy không nói. Để mà xây lấy tiền ra thì từ nhà các cháu rồi đến những cái ngôi nhà A Páo là một trong những cái ngôi nhà, là những ngôi nhà đầu tiên của anh Mì thôi. Tại sao không lại thuê? Bởi vì là từ lúc khi mà đồng hành rồi, cái sự nhiệt tình của anh đi xóm đi bản với anh em, rồi là nhà của anh không có điều kiện cũng được cầu thành tài trợ. Thời điểm hiện tại thì khấm khá hơn người khác về cái ngôi nhà thôi, còn những cái khác thì gần như là cũng mặt bằng chung với bà con. Thì anh đã có thỉnh cầu rằng là tạo điều kiện cho anh cái công việc làm ngày 100-200 cũng là được rồi. Bây giờ anh em mình nghe anh nói thế, mỗi lần đi xóm đi bản anh cũng đi cùng rất nhiệt tình. Cụ Lử là một cái ví dụ luôn. Hay là các cháu này cũng là những cái mà anh đi tìm hiểu và anh giới thiệu anh em đến. Thế thì là không thể nào mà từ chối được cái việc rằng là anh muốn nhận làm. Tất nhiên cái việc tay nghề non thì sẽ dần dần cải thiện. Những cái lỗi này cũng sẽ là những cái mà giúp cho cái năng lực ảm mình sau này sẽ tiến hơn. Đấy, mọi người động viên, mọi người khích lệ, mọi người góp ý cho thì giúp A Mì thành một cái người thợ. Đó cũng là cái bài toán mà Khâm tính đến trong tương lai, những hoàn cảnh mình sau khi được giúp đỡ mà mọi người chịu khó, mọi người cố gắng thì mình sẵn sàng, mình tạo điều kiện cho dù là bất cứ công việc gì nếu trong khả năng mình có thể. Đấy, ví dụ như anh ấy có khiếu xây dựng, bây giờ mà bảo ôi ông xây yếu quá, phải tôi giám sát suốt, rồi là tôi phải bị gọi chung là mắc những cái lỗi mà nhiều khi không đáng có, khiến cho tất cả anh em đều gọi là bị phê bình, thậm chí là bị mắng đấy. Nhưng mà anh em không làm như thế. Ở đây thì một công đôi việc thôi, giúp cho A Mỹ thành một cái người thợ đấy. Tất cả những hoàn cảnh mình chỉ mong sao rằng là nếu như lũ anh, nếu như lũ em cũng có một cái tinh thần là theo Khâm đi làm phụ, hay là theo Khâm đi thậm chí là muốn xây đấy. Mình sẵn sàng thôi, anh em mình sẵn sàng cho đi làm, cho đi đành thành người thợ. Sau này khi mà anh em mình thoát khỏi cái vòng tay của anh em mình đi, không những ngôi nhà khác, sau này có thể tự đi nhận, tự làm thợ và trở thành một người thợ chân chính. Đấy là một cái thành công của những hoàn cảnh đấy. Thế thì các bác hết sức hiểu cho, ở đây thì chả ai muốn thuê thợ là tay nghề non cả. Đấy, đây là tạo điều kiện cho nhau thôi. Thú thật là nếu mà để một ông tay nghề cũng non như A Mỹ mà không phải hoàn cảnh Khâm giúp đỡ thì đến xin Khâm để nhận công việc làm, khó để mà anh em mình đồng ý đó. Đấy, chia sẻ một chút. Nồ xây 3 năm rồi còn chưa thấy đâu vào đâu lắm đấy nhỉ. Đơn giản đâu. Xây 3 năm rồi, đợt nọ xây cái nhà của các cháu đấy, 4 hàng gạch đầu, xây 4 xung quanh lại. Rồi là bình thường xây nhà người Mông là không ngăn tường ngủ đúng không? Không biết. Đấy. Thì cũng không biết là... Nói thật là Khâm cũng không biết mọi người ạ. Ngày trước đội anh Và, đội anh Đô thì không nói thì mọi người cũng biết xây như thế nào, nối tường, khóa tường ra làm sao cho nó chắc chắn. Thì lúc đó anh em mình cũng chỉ biết và đến và ghi hình và gần như là để mà nhìn ra được những cái dù là nhỏ nhất, nhưng đơn giản anh em xây phải làm sao khóa tường cho nó chắc chắn, kiên cố. Cái đó nếu mà không ai nói thì thú thật là Khâm không xây dựng, Khâm không biết.
Thì vừa rồi là khi mà các bác thấy rằng là 3 hàng gạch, 4 hàng gạch, khi mà 4 hàng gạch lên nhận được sự đóng góp của khán giả trong tối hôm đấy và điện cho ngay rằng là các anh xây như thế là không ổn rồi, mình phải thay đổi, mình phải từ hàng thứ 5 lên là mới bắt đầu là nối các cái tường ngăn khóa chặt lại đấy. Nhưng ngôi nhà của A Páo thì những cái khuyết điểm đấy đã được khắc phục rồi. Sau này không tin rằng nếu như có cái ngôi nhà thứ 3 dành cho đội thợ mỉ Mino này thì nó sẽ là những cái gì hoàn hảo hơn từ cái lúc làm móng các bác nhé. Đấy, vừa rồi nhà A Páo thì học được cái bài móng mỗi chỗ một cái ha. Bài học. Tuy nhiên thì những cái đó là những cái anh em khắc phục được. Lên xem A Páo đi nào. Ô, cái đấy sách đó là sát gì đây? Sát gì đây? Hả? Thừa? Thừa sao bẻ cong keo này? Cái này vẫn dùng để chứ, vẫn để làm mà. Ừ. Bồn inox cao cấp Việt Mỹ. Một 1.200 lít nước chứ không phải là 1.5 lít. Làm gì đây? Cắm vào thẳng, cắm trực tiếp vào đây để dẫn cho thợ à? Anh vừa mua cái này à? Hay là ở đâu về đây? Cái này à? Cái này thì mượn của anh Phứ. Mượn của anh Phứ á? Vâng. Vừa không? Nhân đây thì cháu Khâm cũng cảm ơn bà Hiền rất là nhiều. Ở đây không dừng lại cái téc nhá. Vâng. Đấy, bà còn sẽ tiếp tục là ủng hộ mình. Giường này mọi người, giường này, bàn ăn này. Và ba cái phòng này chắc chắn bà, một khi bà đã ủng hộ là ba cái giường, ba cái tủ. Thật sự là rất là tốt. Nhà anh Báo từ một cái góc quay trên cao xuống thì bây giờ mình mới thấy rộng. Hả? Lo ra. Nhà như này được chưa áp báo? Được. Cái này là tốt rồi. Quá tốt đấy chứ. Vâng. Nhà này mà chát rồi lát nữa thì phụ là. Thấy chưa? Nếu mà mới đầu mà không đo lại rồi làm sát hết ra đằng sau này, này. Nhà anh không có rãnh ở đằng sau đâu. Đúng rồi. Không có rãnh ở đằng sau. Và hai nữa là cực kỳ là to luôn. Đấy, thậm chí là có những bác khán giả là nói với Khâm rằng là không làm quá là non kém. Một cái nhà dự tính làm 60m2 đến khi anh em làm là ra phát sinh thêm hẳn 10m này mà đi nhận thầu là chết dở hết. Đằng sau này đào ra anh Báo ạ. Dạ. Em về em nghĩ rồi, sau này anh đào hết chỗ này đằng sau này ra vẫn làm được những cái gì đó ở đằng sau này. Đây á? Ừ. Đúng rồi. Đây này, đằng chỗ mình đang đứng đây này. Được rồi, là kinh phí cũng chỉ có thế thôi mọi người ạ. Mình chỉ san được cái khoảng làm nhà này là cũng hết kinh phí rồi. Và quỹ thì còn để làm nhà nên là cũng không thể đào bới được nữa. Chỗ này nếu như sau này hôm qua là đào bằng sức người đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái đá này trên này thì vẫn
Mới được, nhưng mà ở dưới thì cứng. Cứng đúng không? Vâng. Này, cái này thì đào xuống được. Đúng rồi. Dưới thì cứng. Đúng rồi, dưới thì cứng. Đây này, nhưng đây mà không cứng được... thì mình vẫn đào cho nó bảo bản rồi. Ở đây vẫn được rộng mà. Đúng rồi. Đào mà đào được hết chỗ này đi, càng tốt. Đúng rồi. Nhưng mà... chả biết ở trong còn đá nhiều như thế thì chả biết đào được không. Đá nhiều quá. Vâng. Nhưng mà được hết chỗ này được thì vẫn là được một cái gì ở nhóm bên này. Được mà. Vâng. Nền thì nó cứng rồi, trồng thì chả trồng được cái gì rồi. Đúng rồi. Đây, đây không trồng được. Không trồng được đâu. Chỗ này thì hay có đất vẫn thế này, thử tới nay thử cuốc lên trồng rau. Không. À, rau thì sao trồng... không trồng được, cho phân bò vào sao không trồng được. Rồi mà nhưng mà mình phải cứu nước. Mình phải suốt ngày tưới. Vẫn tưới nước vào. Đúng rồi, thì trồng cái gì chả phải tưới nước. Đúng anh rồi. Nghĩ không có gì đơn giản là trồng xuống như ngô mình là trồng xuống là vẫn phải có mưa thì mới ăn mà. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Đúng. Cuốc sới lên tới này nếu mà chưa thể có kinh phí làm những cái gì khác thì cuốc sới lên. Vâng. Trồng làm hết đi anh Báo ạ. Đừng có nghĩ rằng là cái nương mình bên kia nó nhiều là mình đủ để ăn. Đúng rồi. Giọng của vợ phứ không biết gọi ai. Như kiểu chửi nhau ấy nhỉ. Không. Đó là nôi. Cô còn nói lấy cái gì về hôn nữa. Tết thì tạm thời để đây thôi đúng không? Tết thì để đây vẫn được mà. Bây giờ là chỗ này vẫn cao. Thì làm thế nào mình, là nhà xong mình nghĩ xem nào. Để chỗ nào nhưng mà để đây luôn thì mình phải... ở dưới chân mình phải tép xây này để đây tạm thôi chứ còn anh có làm nhà vệ sinh ở đây đâu mà để tép ở đây. Đúng. Anh mà làm nhà vệ sinh tít bên kia là phải làm đổ mái như kiểu nhà Minh Ngọc ấy mọi người. Đúng rồi. Tiếp sau đó thì là đặt lên trên. Vâng. Đặt ở đây trừ phi là ví dụ đây nhà vệ sinh của anh thì mình đặt đây được. Vâng. Dòng nước ra bên kia được. Vâng. Đây gọi là để tạm cho anh em lấy nước. Vâng. Xây thôi. Vâng. Nhớ vị trí cửa sổ chưa anh? Đây là một cái nhá. Sau này một cái. À, được rồi. Chỗ của nô một cái nữa. Cho nó sáng nhỉ. Tất cả cái nhà này là 4 cái. Ừ. Với những gì mà anh em đội thợ hiện tại đang làm cũng như là cái thời tiết ở đây là cảm thấy rất là ủng hộ cho nhà anh Táo. Ở mấy hôm nay thì trời trở lạnh và có những khu vực là có mưa, đặc biệt là khu vực trên quê chỗ nhà mình, chỗ em chờ ấy thì là mưa phùn. Gần như mà để xây dựng ở ngoài như này thì anh em rất là khó làm. Thậm chí là chỗ của Khâm cũng có mưa. Tuy nhiên thì là ở đây là không mưa mà hiện tại những khu vực mà trên núi mây mù như kia là mưa sương rất là nhiều. Thì với những gì anh em đang làm ở thời điểm hiện tại, Khâm nghĩ rằng là độ khoảng 2 hôm nữa thôi là anh em đã có thể là thu được nóc rồi đấy. Đợt này mình sẽ có một chút những cái thêm thắt vào, đó là cái việc là khóa tường. Nhà của anh Báo sẽ chạy đến cái hàng thứ 10 là bắt đầu sang cửa nhỉ, phải không? Đấy là lúc đấy là mình sẽ đổ một lượt dầm nữa để mà khóa tường theo như những cái góp ý của cô bác. Và khi mà Khâm nhận thấy là cái nhà này cũng to hơn các cái nhà khác nên là cái việc đó là một cái việc cần thiết. Chá tàu tá hô dễ lên. Là theo lộ.
lại lòn chúa, lại chẳng chúa có tông. Một mình phụ bốn anh có mệt không? Tiền lại chia nhau hết như anh bà đúng không? Thôi làm như thế cho nó công bằng đi. Ở đây nếu như anh Mì mà nhận khoán, nhận về xong là thuê anh em, em nghĩ rằng là đến lúc nếu mà nếu mà công không đạt là anh Mì những người chả được gì luôn. Áo anh Báo à? Làm cái gì đây? Hả? Làm như nào? Báo cáo với lại thổ địa. Ý là đánh dấu lãnh thổ của ông Báo. Mỗi cái dân tộc là một cái khác nhau mọi người. Hôm nọ có cô có bác hỏi không sao không cúng ông công thổ địa, thổ công thổ địa đấy. Thì trên này thì không có nhà nào làm. Mình từ trước đến giờ các cụ người Mông không làm thì đến giờ đời con đời cháu cũng không có làm. Và các cụ là làm thế này này, là buổi tối là phải cắm gần như cái nền nào cũng phải cắm một cái bóng điện là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cắm cái áo vào như thế này. Nếu mà các bác xem những cái kênh thiện nguyện của anh em mình này lâu rồi thì không chỉ riêng kênh của Khâm đâu, của anh Hiệp hay là của tất cả các anh em làm nhà thì ít nhiều thì mọi người sẽ bắt gặp cái việc một là cắm cái áo lên cao một chút nữa, hai là cắm cái kiểu như này. Và có một cái nữa là không biết như nào là mình vẫn hơi thắc mắc là sẽ có một chút nào đó là cứ buổi tối là mọi người rất là thích ngủ ở cái nền nhà mới mặc dù là chưa xong. Tối nay còn ngủ đâu? Hả? Tối nay còn ngủ đâu? Chắc là có hay là sao? Chắc là có à? Nhưng mà không mất thì vẫn tốt, nhưng mà lúc mất thì vẫn khổ đấy. Sợ mất xi măng gì?
Nó xi măng cả. Ở đoạn này thì cách cái nhà mình một đoạn cũng phải dặn anh Báo là cẩn thận. Vì khi là vào trong nhà kia ngủ mà trời mưa nữa thì ngủ ngon lắm, lạnh mà. Trời bây giờ lại thay đổi thời tiết lạnh lạnh thì không biết cái gì đâu. Đúng rồi. Nhưng mà em dặn rồi, trong video trước em dặn rồi là có ra đây thì che cái bạt lên nhé. Vâng. Che cái bạt lên, nếu giả sử tối nay có nằm trên kia thì kéo căng cái bạt đi. Vâng. Che lại, dựng một cây ở giữa ấy. Vâng. Rồi vào ngủ. Bên kia thì là mình ngủ luôn, đóng cửa hết thì có ai có cái gì mình vẫn nghe thấy đó. Ừ. Thế anh Mỹ chấm công được cho ông trẻ mấy tiếng rồi? Chấm công được cho ông trẻ mấy tiếng rồi? Khó nhỉ? Giao cái việc này cho ông Mỹ khó quá. Ví dụ như ông Báo đang làm được độ khoảng 15 phút, ông lại chạy đi xem nước, rồi là ông lại chạy đi hộ vợ, chở cái này chở cái kia cũng khó nhỉ? Thế đó. Cái này là công. Nó là nó chống mình cũng không lấy. Cả chửi đâu mà. Chửi á, chấm còn chửi cho. Chửi đi thì chửi. Anh Mỹ chấm công cũng chửi cho anh Mỹ. Không, bảo là chửi nó là gì. Nó chấm công lại chửi nó đấy. Chấm cho mình. Có chung là anh Báo thì là anh bảo luôn là chấm thế nào anh không lấy. Không. Cái này là mình du là vẫn tốt rồi. Để công bằng ra thì em góp ý cho An Mỹ thôi. Đúng rồi. Thế còn tất nhiên là làm nhà của mình thì anh Báo nhiệt tình là cái chuyện bình thường. Không phải nhà của mình, anh Báo còn rất nhiệt tình thì huống chi là cái nhà của mình. Đúng rồi. Cái nhiệt tình ở đây thì các bác thấy rằng thương anh. Bởi vì nhà là khoán được thợ rồi mà anh giúp nhiệt tình quá thì mọi người là sợ, mà thực tế là anh sẽ thiệt thòi mọi người đấy. Mọi người nghĩ rằng là A Báo sẽ rất thiệt thòi. Công việc thì việc xây, việc vữa phụ vữa thì nó không phải là việc nhẹ gì cả, rất là vất. Trời mát mát đừng đỡ, hỗ trợ được một tí thì không sao, nhưng mà có những ngày là giúp cả mấy tiếng đồng hồ như thế thì các bác cũng thương anh thôi. Còn cái việc mà Khâm cũng đã góp ý với anh em rồi, mọi người thực hiện hay không, hay anh Bá có nhận tiền hay không thì cái đấy là quyết định của các anh em thôi mà. Giống như phương án của em ấy, cứ chấm cho nhá anh Bá, anh Mỹ nhá. Cứ chấm cho hết. Đấy, một tiếng, cứ chấm cho. Nếu mà ngày hộ khoảng 15-20 phút, cái đấy khó nắm bắt thì cứ tính cuối ngày cân đối lại xem khoảng được 1 tiếng 2 tiếng không. Còn dăm mấy chục phút thì thôi. Anh em thoải mái với nhau. Và đến khi mà tổng kết về là ví dụ như trong 20 ngày ông Báo giúp được độ khoảng 20 tiếng chẳng hạn thì chia công ra. Đấy, 3 công chẳng hạn là 600 nghìn hay là bao nhiêu nghìn chẳng hạn thì là anh em cứ đưa cho anh Báo, không lấy thì anh em liên hoan nhá anh Mỹ nhá. Cho nó công bằng. Liên hoan ở đây là góc độ là mấy anh em thôi. Đấy. Hôm nay Khâm đến mà tiếp tục cập nhật những cái lộ trình nhà của A Báo. Thời lượng video thì có hạn nữa các bác ạ, cập nhật sơ bộ. Hôm nay thì có một sự thay đổi mới, đó là một cái món quà nữa là cái test đã đến nơi. Trân trọng và cảm ơn sự ủng hộ của bà Nhiên và cảm ơn các bác, các cô nhà Hồng Đông rất là nhiều. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi video. Và mọi người thấy thế nào thì ngôi nhà A Báo có thể để lại cảm xúc và phần bình luận nhé. Cháu Khâm sẽ tiếp tục cập nhật những video tiếp theo cho các bác cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại.